thường chia bai vợ mập, Trấn Thành vẫn đưa Harry Won đi ăn uống sắp mặt kỷ niệm ngày đầu quen nhau. Trong tất cả các ngày kỷ niệm từ hẹn hò đến ngày cưới, thì cặp đôi này đều có những bữa tiệc hâm nóng tình cảm. Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành vừa chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Anh kể, những bạn gái cũ đi ăn, quen cô này cũng ngày hôm nay, 3 năm về trước. Dù thường trêu ghẹo bà xã về đam mê ăn uống bị tăng cân, nhưng nam MC thường xuyên rủ rê Harry Won cùng đi ăn uống trong tất cả các ngày đặc biệt. Giờ đây, cặp đôi có thể cùng nhau ăn uống hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian này, cho 3 năm trước, họ đã phải chịu không ít bú rìu từ dư luận. Bởi lẽ mọi người phản ứng dữ dội vì cho rằng Harry Won chỉ mới chia tay với Tiến Đạt, đã vội quen người khác hay Trấn Thành là người thứ ba phá vỡ mối quan hệ tình cảm 9 năm. Cận cảnh các món ăn đặc sắc và rượu vang dành cho cặp đôi trong ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau. Trấn Thành Harry Won đã chính thức về chung một nhà vào 25 tháng 12, 2016. Vừa qua họ cũng đã kỷ niệm 2 năm ngày cưới và dành nhiều lời ngọt ngào cho nhau. Mặc dù trên sóng truyền hình họ thường xuyên bóc phốt, trêu ghẹo, nhưng thực tế cặp đôi đã nói rất nhiều lời cảm ơn cho người bạn đời. Nữ ca sĩ từng tâm sự, đã cưới 2 năm, vẫn yêu nhau đến giờ, vẫn hợp về ăn uống, nói chuyện và mình phải tự nhủ rằng, à lấy người này là đúng, cảm ơn chồng. Sau đám cưới, cặp đôi ngày càng thăng tiến hơn nữa trong tình cảm lẫn công việc. Harry Won thay đổi đến chóng mặt về cân nặng và vẻ ngoài, cô nàng ngày càng đẹp nhờ vào những lời tư vấn của ông xã. Đặc biệt, mỗi khi đi ra ngoài, cặp vợ chồng này thường chọn trang phục giống hệt nhau. Điều này khiến mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự ngọt ngào, hạnh phúc ở họ. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau một thời gian chung sống, vợ chồng Trấn Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Đây chính là cái kết xứng đáng cho tình yêu của cả hai. Đội hình Running Man Việt Nam được ví như kẻ tám lạng người nửa cân với phiên bản Hàn Quốc. Ra mắt từ năm 2010 và cho đến nay cũng đã tròn 9 năm phát sóng, Running Man đã trở thành một món ăn tinh thần vô cùng quen thuộc với khán giả yêu thích các chương trình truyền hình thực tế. Ninh Dương Lan Ngọc, Song Ji-hyo. Ninh Dương Lan Ngọc là một diễn viên tài năng có thể hóa thân trong nhiều vai diễn khác nhau. Nhưng tính cách thật ngoài đời của cô nàng cũng khá tương tự. Điểm chung của Song Ji-hyo và Ninh Dương Lan Ngọc là cảm thụ âm nhạc cực đỉnh. Nếu Song Ji-hyo chỉ biết nhảy, thì Lan Ngọc lại có một giọng hát phá hit các ca sĩ khác. Trong vẻ ngoài, dường như cả hai cô nàng đều trông rất ngây thơ hiền lành. Tuy nhiên, khi bắt tay vào nhiệm vụ thì Lan Ngọc và Song Ji-hyo đều phải khiến đứng mày râu khiếp sợ vì độ hung dữ và ngưỡng mộ bởi khả năng chinh phục thử thách một cách hoàn hảo. Trấn Thành, Joo Ji-seot. Nếu như ở xứ Hàn, Joo Ji-seot được ví như MC quốc dân bởi sự duyên dáng đáng yêu, thì showbiz Việt cũng xuất hiện Trấn Thành, một trong những nghệ sĩ hài có tài ăn nói và là MC đắc show bậc nhất Việt Nam. Anh là gương mặt có tuổi đời lẫn tuổi nghề lớn nhất trong dàn sao Việt, nên việc giao cho nam nghệ sĩ vị trí thuyền trưởng của Running Man Việt Nam đều là hoàn toàn chính xác. BB Trần, Lee Won-soo. Tương xứng với anh hu cao cổ, Lee Won-soo cao đến 1m9, với biệt tài phản bội đồng đội khiến sức mẻ tình cảm đồng đội, thì chỉ có thể kể đến BB Trần của phiên bản Việt. Với chiều cao ngang ngửa 1m81, nổi bật trong dàn sao Việt Nam tham gia Running Man, BB Trần là một diễn viên hài đang lên và cũng nhiều lần bán đứng bạn bè trong các clip vui. Nạn nhân của anh chàng có thể kể đến như Minh Dự, Nam Thư, Hải Triều, Quang Trung. Trương Thế Vinh, Liêm Bỉnh Phát, Kim Jong Cúc. Trương Thế Vinh từng có kinh nghiệm tham gia nhiều show thực tế, nhưng nam diễn viên Song Lan, Liêm Bỉnh Phát thì hoàn toàn là một lính mới. Điểm chung của hai gương mặt này đều sở hữu body 6 múi săn chắc nên khá phù hợp với hình tượng người năng lượng như Kim Jong Cúc. Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Gary Haha. Cả Jun Phạm lẫn Ngô Kiến Huy đều đã có nhiều kinh nghiệm quay các show thực tế và chinh phục khán giả bởi sự duyên dáng đáng yêu. Liệu cả hai có phù hợp để trở thành hai anh em chị ngã em nâng như Gary và Haha không? Từ khi Running Man phiên bản Việt được công bố, thì từ phía fan hâm mộ rất chờ đón chương trình này phấn khích, hy vọng với dàn sao đình đám Trấn Thành, Ninh Dương, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, BB Trần thì Running Man sẽ làm nên chuyện tạo ra một chương trình thành công trong năm 2019.
Trấn Thành ngủ ngáy, đòi ăn khắp mọi nơi khiến khán giả xót xa. Nghệ sĩ nhiều tiền nhưng rõ khổ. Trấn Thành không những ngủ ngáy mà còn liên tục đòi ăn mọi thứ trong hậu trường, từ bánh tráng tới lạp xưởng, trà sữa. Mới đây, một đoạn clip nhỏ ghi lại cảnh hậu trường một số game show đã được tung lên mạng xã hội. Trong đó ghi lại cảnh sinh hoạt hậu trường của các nghệ sĩ như Harry Won, Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi, Sam trước giờ quay hình hoặc giữa lúc nghỉ giải lao. Như thường lệ, nhân vật được chú ý nhiều nhất vẫn là Trấn Thành. Sau ánh đèn sân khấu là những giây phút hết sức tự nhiên, chân thật của anh. Trong clip có đoạn quay lén Trấn Thành ngủ gật trên ghế. Trong lúc chờ quay phần tiếp theo của game show Biệt Tài Tí Hon, ban đầu Trấn Thành chỉ định ngủ thiếp một lát, nhưng vì quá mệt nên anh đã ngủ rất say, tới mức ngáy to vang cả hội trường. Ngô Kiến Huy thấy thế liền cầm điện thoại chạy tới chụp hình lia lịa, còn Huỳnh Lập ngồi bên chỉ biết cười khoái chí. Sau đó, tiếng thông báo ghi hình tiết mục tiếp theo vang lên. Vào Quỳnh Lập phải khẽ chạm để gọi Trấn Thành dậy. Trấn Thành vội choàng tỉnh, ngơ ngác và không hiểu chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này nhìn vô cùng đáng yêu. Cảnh ngủ ngáy này của Trấn Thành khiến nhiều khán giả bật cười thích thú. Nhưng bên cạnh đó, không ít người tỏ ra xót xa và thương cho nam danh hài. Họ cho rằng Trấn Thành đã làm việc cực lực tới mức không có thời gian để ngủ, nên phải tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi. Tiếp đến là hàng loạt cảnh ăn uống của Trấn Thành ở mọi nơi trong hậu trường. Có thể thấy, cứ khi nào máy quay dần thì Trấn Thành lại ăn, nam danh hài ăn đủ mọi thứ, từ đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt cho tới bún miếng. Ngay trên ghế giám khảo thách thức danh hài, trong lúc Trường Giang đang chăm chú chờ tới phần ghi hình tiếp theo, thì Trấn Thành vội tranh thủ xì sụp bát bánh canh. Khán giả ngồi dưới trêu mấy lần, nhưng Trấn Thành vẫn tỏ ra ngon miệng. Ăn được nửa chừng, Trấn Thành lại phải giấu bát bánh canh xuống gầm bàn để tiếp tục quay hình. Khi nào quay xong, anh lại lấy ra ăn tiếp. Trấn Thành ăn mọi lúc mọi nơi, trong lúc thay đồ, anh cũng tranh thủ ăn vặt. Nam danh hài có vẻ rất thích bánh tráng, anh đòi trợ lý phải mang tới cho mình bằng được với lời lẽ dễ thương, cho xin miếng để cắn cái, mang lẹ tới đây đi cưng. Ăn xong, anh còn liếm ngón tay vẻ thèm thuồng. Trong lúc nói chuyện, trao đổi công việc, Trấn Thành vẫn không ngừng ăn, anh còn gắt khi thấy đồ ăn bị mang đi, đứa nào lấy bịch bánh tráng của tôi mang đi đâu rồi. Không những vậy, Trấn Thành còn giữ đồ ăn tới mức dặn kỹ trợ lý mỗi khi ăn xong, đóng vào liền. Thậm chí Trấn Thành còn liên tục đòi đồng nghiệp và trợ lý phải cho mình ăn. Anh nói Diệu Nhi, bánh tráng mày mua đâu ăn ngon vậy? Từ hồi làm live show tới giờ mày chưa mời tao ăn cái gì nha. Và nói với trợ lý, lát nhớ cho tôi ăn lạp xưởng đấy. Ngoài ra Trấn Thành cũng rất thích uống, anh đòi uống đủ thứ, nhưng món khoái khẩu nhất vẫn là trà sữa. Và khi được ăn no, Trấn Thành lập tức vui tươi, có nguồn năng lượng dồi dào để quẩy hết mình. Ngoài ra Trấn Thành còn rất tự hào về khả năng nấu nướng của Harry Won. Anh bày tỏ rằng Harry Won nấu đồ Hàn Quốc rất ngon. Đằng sau những cảnh hậu trường đáng yêu đó, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho sinh hoạt và công việc của Trấn Thành. Em gái Nhã Phương sinh con trai đầu lòng sau 6 tháng kết hôn, chồng cô nàng khóc như đứa trẻ vì xúc động. Có thể thấy em gái Nhã Phương đang có một cuộc hôn nhân viên mãn và vô cùng hạnh phúc mà ai cũng ao ước đấy. Tháng 8 năm ngoái, em gái Nhã Phương Trần Phương Anh khiến nhiều người bất ngờ khi lộ ảnh lên xe hoa với bạn trai đã hẹn hò nhiều năm nhưng chưa được nhắc đến nhiều trên truyền thông. Tin kết hôn của Phương Anh lan truyền giữa lúc Nhã Phương và Trường Giang cũng rục rịch làm đám cưới, khiến fan bị tung hỏa mù một phen. Kết hôn tháng 8 2018 thì đến đầu tháng 1 2019, em gái Nhã Phương đã vượt mặt chị gái hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Thông tin Phương Anh có tin vui cũng đã được chia sẻ cách đây mấy tháng và nhận được khá nhiều lời chúc mừng từ bạn bè dân mạng. Cô nàng cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh trong thời gian bầu bì của mình lên Facebook cá nhân. Tối 10 tháng 1, dòng trạng thái cùng những hình ảnh clip xúc động sau khi hoàn thành ca sinh nở đầu tiên trong đời của em gái Nhã Phương, sau khi đăng tải lên trang cá nhân, đã nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ngoài gương mặt cậu con trai kháu khỉnh, nhan sắc tươi tắn của mẹ trẻ sau sinh, thì khoảnh khắc chồng Phương Anh bật khóc nức nở trong phòng đợi sinh đủ khiến chúng ta hiểu được cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Chồng em gái Nhã Phương đứng bên ngoài khóc nức nở trong mà thấy thương. Đi đẻ cũng được tặng hoa nữa nè. Phương Anh em gái Nhã Phương vẫn xinh đẹp trong thời gian bầu bì. Đột nhập tiệm nail sang chảnh nhất Sài Gòn của Kỳ Duyên, xem bảng giá mà muốn ngất. Khách hàng thực sự trở thành thượng đế khi ngồi trên những chiếc ghế cao cấp để nhân viên chăm sóc tay chân. Đầu tháng 1 vừa qua, Kỳ Duyên chính thức khai trương tiệm nail, được cho là sang chảnh bậc nhất Sài Thành. Đây là đứa con đầu lòng khi lấn sân kinh doanh, nên mỹ nhân Nam Định hết sức tâm huyết và quyết chơi lớn. Thông qua những hình ảnh chia sẻ trên Facebook, người xem hoàn toàn choáng ngợp với không gian
như nội thất cách bài trí, Á hậu Phương Nga, người mẫu Minh Triệu Diệp Lam Anh đã kịp tới check-in ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy nhiên sẽ không có gì để nói nếu như Diệp Lam Anh không khoe thành quả trên Instagram và nhận về vô số lời chê bai. Nhiều người cho rằng bộ móng của Diệp Lam Anh chưa thật sự tinh tế và hoàn hảo, thậm chí còn lỗi tùm lum. Diệp Lam Anh khoe móng làm tại tiệm của Kỳ Duyên, nhưng mạng đùa rằng Diệp Lam Anh như đang hại Kỳ Duyên vì nhiều phản hồi tiêu cực. Bộ móng này thật sự không đẹp, phối đá vào màu đơn giản kém sang, thật sự thích Duyên. Nhưng cảm giác các bạn làm nail ở quán Duyên vẫn chưa tinh tế và kém sang rất nhiều, mình chỉ góp ý vì thật sự mê Duyên. Tiệm thì sang lớn nhất nhì Sài Gòn mà sơn bộ móng thấy mà ghê. Cửa hàng cực kỳ sang chảnh miệng chê, nhưng sản phẩm của tiệm nail Kỳ Duyên có thật sự tương xứng. Tiệm nail Hoa hậu báo giá dịch vụ. Dịch vụ làm sạch theo quy chuẩn 150.000, dịch vụ sơn gel 250.000. Làm móng nghệ thuật 20-30.000 một ngón. Ombre 15.000 một ngón. Ngoài ra khi đi có rất nhiều dịch vụ chuyên nghiệp khác. Chương trình ưu đãi 25% như ngày short opening từ 6 đến 16 tháng 1 khi bạn like và share pay ở chế độ công khai. Á hậu Phương Nga chụp cùng bà chủ Kỳ Duyên hôm khai trương. Cô tỏ ra hết sức ân ý. Minh Triệu tới chung vui cùng tình tin đồn. Diệp Lam Anh được chăm sóc cực tận tình. Tiệm nail của Kỳ Duyên khuyến khích nam giới tới chăm sóc đôi bàn tay. Khách nước ngoài cũng ghé thăm,